thủ đoạn tinh vi, lợi dụng lòng tin, đe dọa, thậm chí là bắt cóc. Với những phương thức này, đã có hàng trăm nạn nhân bị lừa đảo bán đi nước ngoài, chịu cảnh đắng cay nơi đất khách quê người. Luật về làng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ bàn luận đến một câu chuyện về nạn buôn người. Và nhiều năm qua thì nạn buôn bán người vẫn là một cái vấn đề nhức nhối trong xã hội. Và đã có rất nhiều những câu chuyện đau xót, đúng không Bích Phượng? Đó là những cái em bé mà 13, 15 tuổi hay là những cái phụ nữ bỗng chốc cả tin và trở thành nạn nhân. Vâng, đúng là như vậy ạ. Và tại các tỉnh biên giới luôn được đánh giá là địa bàn tiềm ẩn diễn biến phức tạp về tội phạm mua bán người, đặc biệt là tình trạng mua bán trẻ em và số phụ nữ ở độ tuổi từ 16 cho đến 28 tuổi bị lừa bán sang biên giới gia tăng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng các tỉnh biên giới đã phát hiện 60 vụ mua bán người liên quan đến 85 đối tượng, lừa bán 90 nạn nhân. Vâng, và phương thức cũng như là thủ đoạn của các đối tượng này thì ngày càng tinh vi, và họ sử dụng mạng xã hội, tên tuổi, địa chỉ giả để có thể kết bạn tán tỉnh, yêu đương và dụ dỗ nạn nhân đi nước ngoài làm việc nhàn hạ với thu nhập cao, thậm chí là đe dọa hoặc là bắt cóc nạn nhân rồi bán sang nước ngoài. Khu vực biên giới thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, cuối tháng 8 vừa qua, lực lượng thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã khống chế thành công một xe ô tô mang biển kiểm soát 12A10334 đang chở 6 phụ nữ, trong đó có 2 phụ nữ mang thai, di chuyển từ nội địa ra biên giới. Từ 50 đến 60 triệu đồng là tiền công mà người phụ nữ trẻ này sẽ nhận được khi mang thai hộ và đưa chót lọt đứa con qua biên giới cho đường dây tổ chức mang thai hộ xuyên biên giới. Sang đấy thì họ sẽ trả cho em bao nhiêu tiền, em có biết không? Qua cuộc nói chuyện thì họ nói chuyện với tôi là có giả, nếu mà con trai, đẻ con trai thì giả 80 triệu, mà con gái thì 40 triệu. Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, WeChat, các đối tượng đã kết nối và đưa 6 phụ nữ ở các tỉnh như Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Hà Giang sang Trung Quốc đẻ thuê hoặc bán con với số tiền hứa hẹn cực lớn. Với mỗi vụ chót lọt, các đối tượng sẽ nhận tiền công khoảng 300 nhân dân tệ một người, tương đương khoảng 1 triệu Việt Nam đồng. Tính từ tháng 8 tới nay, đường dây tội phạm này đã đưa chót lọt 2 vụ với 6 nạn nhân xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tôi là lái xe taxi, được khách hàng một số điện thoại, không phải một số điện thoại mà một WeChat, thuê xe chở người từ Lạng Sơn lên đến cửa khẩu Tân Thanh và giao cho một người ở Tân Thanh nhận. Cái thủ đoạn của anh đưa người ta bằng phương tiện gì, đi qua đâu, đi như thế nào, đi, anh nói rõ. Đi qua đường mòn, đường đồi, đi bộ. Lần thứ nhất đưa hai người đi là đó trả cho là 200 đồng bằng tiền chung. À, 600 đồng bằng tiền chung. Còn lần thứ hai đưa 4 người là trả 7 triệu bằng tiền Việt. Đây chỉ là một trong nhiều vụ án lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Còn tại huyện Mường Nhé, Điện Biên, địa phương có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với hai nước, Lào Cai và Trung Quốc, có 19 dân tộc cùng sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, nơi đây cũng từng là điểm nóng về tình trạng mua bán người qua biên giới. Với việc vẽ ra chiếc bánh giấy về công ăn việc làm ổn định, người phụ nữ này đã bị dụ dỗ vượt biên trái phép, nhưng đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời. Hai vợ chồng mình hay cãi nhau đấy, hay cãi nhau thì họ bảo thế thì nó lắm buồn lắm thì cũng đi thôi. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng các tỉnh biên giới đã phát hiện 60 vụ mua bán người liên quan đến 85 đối tượng, lừa bán 90 nạn nhân. Lực lượng chức năng các tỉnh biên giới đã giải cứu thành công 81 trường hợp bị lừa bán sang Trung Quốc. Đánh vào sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, hàng năm vẫn không ít sự việc đáng tiếc xảy ra. Song tình trạng này chỉ có thể chấm dứt bằng chính sự nhận thức, cảnh giác cho mỗi người dân vùng cao nơi đây.
Vâng, qua ghi nhận vừa rồi thì có thể thấy rằng là nạn buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, thực sự là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Và nguyên nhân cơ bản của tình trạng này đó là do kinh tế khó khăn, thiếu việc làm cũng như là nhận thức kém, nhất là ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, dẫn đến là họ sẽ dễ bị lừa gạt và trở thành những nạn nhân. Và để chống lại nạn buôn bán người một cách hiệu quả, ngoài cái việc là tuyên truyền, nâng cao được nhận thức thì cũng cần phải giải quyết được những nguyên nhân gốc rễ và những cái khó khăn mà trẻ em cũng như là phụ nữ và nam giới đang phải đối mặt, như là nghèo đói, bỏ học hay là thiếu việc làm. Và để bàn luận về vấn đề này ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay nhà báo Trịnh Bá Ninh, nguyên phó tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam. Xin cảm ơn nhà báo Trịnh Bá Ninh đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi nhà báo Trịnh Bá Ninh đó là, qua cái phóng sự mà chúng ta vừa xem vừa rồi thì nhà báo nhận thấy cái thực trạng như thế nào về cái nạn buôn bán người hiện nay ạ? Thực ra thì theo đánh giá chung của các nhà khoa học cũng như là điều tra trên phạm vi toàn thế giới thì buôn bán người nó một loại tội phạm mà ít bị để ý nhất. Đấy, tức là nó rất là tệ nạn, nó ngấm ngầm nhưng mà rất thuộc lại rất ít bị để ý. Cho nên nếu mà xem phóng sự rồi thì chúng ta chỉ thấy một cái gì nó xót xa, buồn. Thế mà chúng ta đặt mình rằng nếu người thân của chúng ta nằm ở trong cái dòng chảy như thế thì nó sẽ đổ vỡ cái kiểu những cái thứ về trong đời sống như thế nào thôi. Vâng ạ, chúng ta đều biết rằng mạng xã hội thì ngày càng phát triển, thông qua Facebook, thông qua WeChat hay là Zalo thì có thể dễ dàng tiếp cận với các nạn nhân hay là với những đối tượng buôn bán người. Như vậy chứng tỏ rằng rõ ràng các hành vi dụ dỗ ngày càng tinh vi, có đúng không ạ? Càng ngày càng tinh vi bởi thời đại công nghệ càng tinh vi, con người thì càng tinh vi và những kẻ xấu thì càng xảo quyệt. Đấy là quy luật anh không thể khác được. Anh chấp nhận vào một cái xa lộ thông tin thì anh chấp nhận cái mạng ảo, thì kể cả những người gặp thật đi nữa, anh cũng coi như là một cái gì đó nó thật với mình quá, ảo nhưng mà là thật. Thường là bao giờ tất cả những kẻ buôn bán rủ rỗ bao giờ nó cũng lên mạng, nó nói những cái điều rất hay, thậm chí nó cho một cuộc hẹn, thậm chí nó hẹn đến nơi, nó mời uống cà phê rồi nó nói rằng sẽ bố trí làm việc làm thì rất nhẹ mà lương rất cao, mà thậm chí rồi nó đưa về một cơ sở làm rất nhẹ thật và lương rất cao thật. Thế là nó lấy ảnh của anh một niềm tin, xong đó bắt đầu quá trình đó nó mới thu xếp được các đầu mối để nó bắt đầu buôn bán đi. Đấy, nhưng anh phải chấp nhận một điều này này, mạng xã hội nó là một cái gì rất ưu việt, nhưng đằng sau của nó, anh muốn đi vào cái đường ưu việt đấy thì anh phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần như thế nào đi vào nó. Còn nếu không, như hiện nay thì tất cả nó cứ nhằm vào những lứa tuổi từ 13, 14, 15 trở lên thôi, những lứa tuổi mới rất là trong trắng, chưa từng trải, chưa có nghĩ ngợi gì nhiều. Thế cho nên là rất dễ xa vào cái vòng đấy. Mà lời mời bao giờ cũng rất là ngon ngọt. Và có lẽ là cũng một cái điều chúng ta đáng nói hơn nữa đó là thậm chí là những cái đối tượng mà lừa đến buôn bán người này có thể là cha mẹ ruột, có thể là họ hàng, có thể là người thân, cũng có thể là người yêu. Và thường là họ dùng những cái thủ đoạn để mà lừa đảo, đó là giống như là nhà báo Trịnh Bá Ninh vừa chia sẻ, tức là về việc nhẹ lương cao này, rồi là rất là nhiều những cái tương lai tươi sáng mở ra. Và theo nhà báo Trịnh Bá Ninh thì chúng ta cần phải tuyên truyền như thế nào, cần phải có những cái giải pháp gì mà để chúng ta có thể ngăn chặn những cái nạn này ngay từ những gốc rễ? Muốn ngăn từ gốc rễ thì tuyên truyền thì là chắc chắn là phải là giải pháp đi đầu rồi. Nhưng cái giáo dục thế này mới là điều quan trọng này. Bao giờ cũng phải giáo dục cho các bạn ấy, từ ngay từ rất bé, ngay từ đến 10, 12 tuổi, 10 tuổi, 8 tuổi ấy, phải nhớ rằng cái việc là người ta nói không có bữa trưa nào miễn phí. Không thể có một cái chỗ việc nhẹ lương cao. Và nói với các bạn luôn này, nếu việc nhẹ lương cao thì ngay ở đây cũng sẽ có việc nhẹ lương cao. Thế vậy con hay cháu sẽ nhìn xung quanh mình ở tất cả các vùng quê này, có chỗ nào mà việc nhẹ lương cao không? Hay nếu đã làm lương cao thì phải quần quật làm từ sáng tới tối, đổ mồ hôi sôi nước mắt ra. Thì bây giờ nó phải giáo dục bằng cái hành động cụ thể đấy. Không có một cái gì mà việc nhẹ lương cao cả. Chỉ có cách đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tất cả những cái gì, những lời đường mật, kể cả cái việc tặng và không ai cho không ai cái gì, mà phải nói với các con, các cháu này này. Thứ nhất, người đấy không phải là bố mẹ mình, không phải anh em ruột mình thì không bao giờ có chuyện cho không. Vâng, thưa quý vị, sau khi mà mang thai và sinh con xong thì những đứa trẻ sẽ được các đối tượng đưa qua biên giới với danh nghĩa là bố nuôi hay là mẹ nuôi, thậm chí là chính mẹ đẻ của các bé xuất cảnh trái phép. Đó chính là thực tế đang diễn ra ở các tỉnh biên giới mà lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Đặc biệt mới đây thì tình trạng mang thai hộ liên tiếp bị phát hiện bắt giữ, mà ở đó những người mẹ dắp tâm đưa khúc ruột của chính mình đẻ ra để đổi lấy những đồng tiền ít ỏi đen tối, và cùng với đó là những giọt nước mắt muộn màng cho những lỗi lầm của mình với luật pháp và lương tâm. Ngắm nhìn bốn đứa trẻ kháu khỉnh, bụ bẫm, đang được chăm bẵm và hết mực yêu thương này, chắc có lẽ
Chẳng ai nghĩ đó là những đứa trẻ đang trong cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn vừa được cứu thoát khỏi nạn mua bán người. Chỉ thiếu chút nữa, các bé đã bị những kẻ mang danh bố nuôi, mẹ nuôi bán sang bên kia biên giới. Còn đây là người phụ nữ đã bị bắt khi đang tìm đường vượt biên trái phép sang Trung Quốc để bán chính con ruột của mình với giá 50 triệu đồng. Khó khăn, thiếu thốn là lý do mà các đối tượng này đưa ra nhằm biện minh cho những lỗi lầm của mình. Chỉ với vài chục triệu đồng, cùng lời hứa hẹn sẽ đưa những đứa trẻ ra nước ngoài làm con nuôi ở những gia đình khá giả, những người phụ nữ này đã bất chấp để thực hiện. Thậm chí một số đối tượng còn đóng vai là phụ nữ không có khả năng sinh con để sinh con nuôi, rồi bán sang Trung Quốc. Nếu chót lọt, mỗi vụ chúng sẽ nhận được từ vài nghìn đến vài chục nghìn nhân dân tệ, tương đương với hàng trăm triệu đồng. Lúc nhận nuôi bé được thì em phát hiện là em có thai, nên là em nghĩ là mình có thai rồi thì không để nuôi con của mình, nên là quyết định là cho đứa bé. Tôi đăng lên nhóm hội cho và nhận con nuôi và để lại số điện thoại, thì có người đàn ông Trung Quốc chủ động liên lạc và xin nhận con nuôi, hứa là sẽ cho tiền nếu mà tôi bế đứa bé sang Trung Quốc đưa cho người đó. Đây là một trong những vụ án mà lần đầu tiên mà chúng tôi phát hiện bắt giữ trong trường hợp là người mẹ trực tiếp là mang con mình sang Trung Quốc để bán. Chúng tôi đã phải mất là 3 ngày, 3 đêm để đấu tranh làm rõ cái sự việc. Thì bằng các cái chứng cứ xác thực, khi chúng tôi đưa ra thì đối tượng mới chịu nhận. Vì mục đích kinh tế mà đánh mất lương tâm, những giọt nước mắt đã quá muộn màng. Có lẽ những ngày trong trại tạm giam chờ xét xử với những phụ nữ này là những ngày dài trong sự ăn năn, giằng xé cho chính hành vi nông cạn của mình. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mang thai sau đó là bán chính những đứa con của mình thì nó cũng đã xảy ra khá là phổ biến trong những cái năm gần đây. Và nhà báo Trịnh Bá Ninh thì có thể phân tích những cái hệ lụy để lại về cái việc này không? Thực ra cái bán con theo hình thức đấy là các gia đình nghèo quá, bế tắc, thực ra đúng là nghĩa là bế tắc. Bán nội tạng này, bán con này, thế rồi là lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để cái quá trình nhận con nuôi, đấy, nhận kết nghĩa rồi nhận con nuôi, là hiện nay đã xảy ra phổ biến, tức là núp dưới một cái danh nghĩa rất là nhân đạo, tức là con nuôi, nhận con nuôi nhưng thực ra là bán. Thì chúng ta hàng ngày chúng ta cũng thấy ngay trên đất nước chúng ta rất nhiều bạn gọi là bị sai lầm rồi đẻ rơi rồi bỏ con ở chỗ này chỗ kia. Đấy, chúng ta nhìn thấy xã hội thế. Thế bây giờ có những người mẹ thì một, người ta bị lôi kéo, hai là nó cũng cái quá trình đó là quá trình đã được người này người khác dắt mối. Theo nhà báo thì đâu là vấn đề mấu chốt trong việc phòng ngừa và ứng phó với việc mua bán người ạ? Nhưng mà mấu chốt vấn đề vẫn quay trở lại vấn đề kinh tế. Chúng ta có giáo dục gì chăng nữa thì nó có hai vấn đề xảy ra. Một là chúng ta phải bảo đảm rằng những người bị buôn bán đi khi trở về hội nhập, hòa nhập được vào cộng đồng bằng học nghề, bằng giáo dục đào tạo ở một môi trường nào đó để tạo được sinh kế cho họ, để cho họ có thể hòa nhập được với cộng đồng. Đấy, chỉ có cách như thế thì anh mới có thể làm sao cho nó người ta có một cái lạc quan về cuộc đời này. Còn nếu không người ta vẫn thấy tăm tối, vẫn bi quan là người ta lại lên đường thôi. Nhà báo Trịnh Bá Ninh thì có đánh giá như thế nào trong cái việc là Việt Nam chúng ta trong thời gian qua có những cái nỗ lực trong việc ngăn chặn đường dây mua bán người? Tôi tính, nếu tính theo số liệu từ năm 2013 đến năm 2019 thì Việt Nam cũng đã ngăn chặn được khoảng 1.500 vụ đấy, đưa về. Nhưng trong 6 tháng trở lại đây thì nó số người đã ít đi. Tức là sự nghĩ đi. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy sau dịch Covid mà chúng ta nhìn thấy những người từ biên giới trở về, rất nhiều người không có giấy tờ tùy thân, không biết là họ xuất cảnh lúc nào và không biết họ nhập cảnh lúc nào, thì chúng ta mới thấy cái lực lượng nó quá đông, tức là rất đông, dọc các biên giới của với các nước xung quanh chúng ta đấy, thấy những người chờ để xếp hàng rồi về cái nơi cách ly chúng ta thấy quá đông. Thì điều đấy nó cho thấy chúng ta thấy một điều thế này: chúng ta đã làm rất tốt nhưng mà lực lượng của chúng ta có thể phải nói là nó không được huy động một cách nó triệt để từ làng bản trở lên, cho nên chúng ta quá tải, chúng ta không thể có một lực lượng chuyên trách chỉ để ngăn chặn việc này thôi, phải truy tố đến tận cùng những cái bọn xấu
buôn bán người, chặt đứt cái đường dây này. Chúng ta phải giải quyết mọi vấn đề từ gốc rễ của nó, đúng không ạ? Xin được cảm ơn nhà báo Trịnh Bá Ninh một lần nữa rất là nhiều ngày hôm nay đã đến trường quay của chúng tôi và chia sẻ những câu chuyện thú vị.